Đấy mới là giai đoạn 1 thôi ạ. Giai đoạn 1 là giai đoạn phổ cập những cái kiến thức vô cùng hay. Các bạn đi học ở đại học rồi là các bạn đi tập huấn chuyên môn ở sở, mình không nói những cái chuyên đề đấy là không có giá trị. Nhưng sẽ có rất nhiều những cái thứ mà nó rất là giá trị mà mình sử dụng ngay trên lớp của mình. Ví dụ về phương pháp dạy học, ví dụ về cách cư xử như thế nào với học sinh, với phụ huynh, coaching cho học sinh, phụ huynh như thế nào. Làm sao để gắn kết, kết nối yêu thương được giữa những cái người trong cộng đồng, trong một nhà trường với nhau. Làm sao để hiệu trưởng, giáo viên, phụ huynh, học sinh, cán bộ, công nhân viên đều hạnh phúc. Làm sao để giáo dục cho phụ huynh, bởi vì họ cũng phải là một đối tượng để cùng với mình, cùng với các thầy cô giáo, cùng giáo dục con. Thì tất cả những chuyên đề đấy bọn mình đều đã lên kế hoạch hết rồi ạ. Và các trường chỉ có việc đăng ký để học thôi. Mỗi chuyên đề đóng có 1 triệu thôi ạ. Thực sự ấy, các trường mà không có kinh phí ấy, thì mỗi một giáo viên đóng vào đấy 10.000 thôi là đã đủ tiền rồi. 20.000, mỗi một giáo viên đóng 20.000 thôi là đã đủ tiền để học một cái chuyên đề đấy rồi, cho toàn trường học rồi. Các bạn hình dung không ạ? Và bọn mình tạo ra những chuyên đề đấy để hỗ trợ cho các bạn. Những bạn đang là giáo viên về nhà giới thiệu chuyên đề đấy cho ban giám hiệu của trường mình đi. Tham gia những cái chương trình như vậy đi ạ. Chỉ có tận dụng sức của cộng đồng thì chúng ta mới có thể làm được những cái việc như vậy. Còn nếu như cứ đứng riêng, đứng lẻ, không bao giờ làm nên được việc gì to tát cả. Và bọn mình thành lập riêng những nhóm hiệu trưởng để các thầy cô hiệu trưởng được vào, được chia sẻ và chúng ta hiểu về những cái giai đoạn đó. Đấy là giai đoạn 1, là giai đoạn tập huấn những chuyên đề có giá trị để nâng nâng tầm trí tuệ của các thầy cô giáo lên. Nhưng đến giai đoạn 2 là giai đoạn mà chúng mình sẽ tiến hành dự giờ, xây dựng văn hóa trường học để thay đổi cái văn hóa trường học. Không phải là cứ có cái gì là giữ khư khư khư, mà văn hóa của chúng mình là chia sẻ. Làm sao mình dạy học sinh trung thực khi mà giáo viên không trung thực được? Làm sao mình dạy học sinh yêu thương, chia sẻ với nhau khi mà giáo viên không chia sẻ, không yêu thương nhau được? Có đúng không các bạn? Mình làm sao mình dạy học sinh chia sẻ được nếu mà bây giờ mình là giáo viên mà mình có một cái công thức nào đấy hay hay, xong mình giữ gìn, mình không cho ai biết, mình giữ 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 võ để mà mình câu được học sinh đến học thêm của mình. Thế làm sao mình dạy được học sinh về chia sẻ, về yêu thương? Đúng không ạ? Toàn bộ phần văn hóa trường học sẽ phải làm lại. Và mình sẽ có những chuyên đề về văn hóa trường học và cái tập huấn để chúng ta thay đổi cái cách dự giờ và góp ý chuyên môn theo nghiên cứu bài học. Chúng ta sẽ biến cái việc dự giờ đó trở thành những cái giờ để chúng ta sinh hoạt chuyên môn với nhau, để cho cả người dự, cả người dạy đều phát triển chuyên môn. Và người dự ấy, cái người dạy ấy không phải là sợ 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 bị dự nữa, mà là xung phong để em hôm nay em xung phong để em dự, à để em dạy cái tiết này để cho mọi người góp ý. Bởi vì em biết rằng là khi mà em dạy như vậy á thì em sẽ học được rất nhiều. Cái người mà học được nhiều nhất chính là cái người dạy đó. Và chúng ta biến cái việc đi dự giờ đấy được gọi là on job training. Mình đã thực hiện cái đào tạo thông qua dự giờ đấy 7 năm liền ở hệ thống giáo dục Alpha. Và các bạn có hình dung không? Đào tạo thông qua dự giờ chỉ cần các bạn làm đúng quy trình thôi và cái tâm của mình nó cởi mở, mình coi đấy là cơ hội để học hỏi thôi. Thì giáo viên tiến bộ nhanh kinh khủng luôn. Các em vào Alpha học ạ, mà hồi đấy mình đào tạo ạ, các em chỉ cần ở đấy 2 năm thôi, bằng 10 năm ở ngoài kia. Thậm chí còn hơn 10 năm, có những bạn 20 năm đi dạy, không biết là phương pháp dạy học tích cực đó là cái gì. Nhưng mình đào tạo về phương pháp, mình đào tạo về cách dự giờ, mình đào tạo về cách góp ý để sao cho tất cả mọi người đều đều học được. Thì đấy là những giai đoạn 2. Giai đoạn sau khi các bạn đã được trang bị kiến thức nền tảng thì bắt đầu là vận dụng trong tiết học, góp ý nhau, dự giờ nhau và học được từ thực tiễn. Các bạn hình dung đi một bức tranh mà mình chỉ cần mình ngồi mình hình dung ấy, mình sẽ nhìn thấy học sinh nó vui như thế nào trong những tiết học. Giáo viên mình hạnh phúc như thế nào khi mà mình được được dạy như vậy.
rồi phụ huynh họ biết ơn mình như thế nào khi mà con của họ không phải chán học nữa. Nó chán học cho nên nó mới đi chơi điện tử. Chứ bây giờ mà nó thích học rồi ấy, thầy cô cho nó bài tập về nhà, yêu cầu nó làm dự án A, dự án B, lên mạng tìm làm phim cho thầy cô, làm cái A, cái B, cái C ấy, chẳng cong mông lên mà làm. Đúng không? Các bạn ở đây đã có trải nghiệm là học sinh mà nó thích mình ấy, mình giao nhiệm vụ gì nó cũng làm không ạ? Và nó làm chết thôi không ạ? Comment đi ạ, comment số 9 nếu mà đã từng có cái trải nghiệm đấy ạ. Thế làm sao mà sợ học sinh chơi điện tử nữa? Nó chơi điện tử bởi vì nó chả có việc gì để làm, nó chán. Còn bây giờ mình có việc cho nó lại còn yêu thích cái công việc đấy, thì làm sao mà nó chơi điện tử? Mà học sinh thì nó giỏi vô cùng luôn. Thầy cô không làm được phim ý, chứ nó làm phim nhoáy nhoáy luôn. Có đúng không các bạn? Và đấy là cái cơ hội để mình phát triển được năng lực cho đứa trẻ từ khi còn ở phổ thông. Và trong cộng đồng của bọn mình nè, bọn mình còn đã có một đội xây dựng những chương trình để tập huấn, để dạy cho các em, các con á, từ mầm non cho đến tận sinh viên. Nên là cả bố mẹ, cả thầy cô, cả các con đều được học những chuyên gia và đều được học với một mức phí rất là rẻ. Bởi vì chúng ta cùng với nhau học tập, cả cộng đồng học. Bao nhiêu người thấy sướng ạ? Bao nhiêu người thấy là bây giờ mình mà vào SE, mình mà vào Startup Education ấy, mình được lợi đủ đường luôn ạ. Comment số 10. Còn gì nữa đâu. Đó, cái bức tranh mà bọn mình đã nhìn thấy và bọn mình đã tổ chức đội ngũ rồi. Chuyên đề của mầm non xây xong rồi ạ. Và thứ hai ngày mai này là bắt đầu học lớp đầu tiên, học chuyên đề đầu tiên rồi ạ. Nên là ai là giáo viên mầm non ở đây hoặc là có con ở độ tuổi mầm non, là các bạn hỏi những cái người giới thiệu với mình á, cái người giới thiệu mình vào Zoom á, để các bạn ấy cho các bạn cái link của nhóm giáo viên mầm non để các bạn đăng ký. Nếu mà muốn học là vào học 4 chuyên đề đầu tiên các cô dạy miễn phí mà. Sau đó thì chúng mình có thể đóng một cái mức phí nó nhỏ nhỏ một chút để cho các thầy cô còn trả tiền Zoom, rồi các thầy cô có một cái phí để mà chi trả cho các giảng viên. Chứ bây giờ các bạn nghe quảng cáo ở ngoài kia đóng mấy triệu học một lớp học ấy, mình đâu có biết ai với ai đâu. Trong khi đó, cả cộng đồng ngồi đây học với nhau, mức phí rất là rẻ luôn. Và lại được học các thầy cô vô cùng chất lượng luôn. Đúng rồi, bố mẹ giao bài con không học, cho nên bây giờ mới phải tổ chức là các thầy cô dạy đấy ạ. Dạy từ mầm non cho đến tận sinh viên luôn. Đó, sướng không? Và đấy là con đường mà bọn mình đang đi đó. Và mình tin rằng, mình tin giống như dạy học tích cực ấy nè. Dạy học tích cực đi một mình, mất 5 năm, đạt được 100.000 thành viên. Nhưng bây giờ với Startup Education và chúng mình đi cùng với nhau như thế này và có hệ thống công nghệ hỗ trợ như thế này, các bạn dự đoán đi bao nhiêu lâu ạ? Mà các bạn không tham gia nhanh ý, là sau này không có lớp để học đâu ạ. Bởi vì là lớp thì cứ ví dụ hết chỗ rồi thì thầy cô sẽ phải đẩy sang lớp sau. Ví dụ là cái khóa về giáo viên mầm non của bọn mình ý, trong một buổi chiều ngày hôm qua mà có hơn 600 người đăng ký. Hơn 600 người đăng ký thì phải đợi lớp sau chứ còn gì nữa. Thế chưa? Với tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ấy, thì chúng ta sẽ học 20 cái chuyên đề và chúng mình sẽ làm với các hiệu trưởng trước. Các hiệu trưởng sẽ cùng họp với bên bọn mình để bắt đầu thống nhất là các thầy cô sẽ bắt đầu dạy như thế nào. Bởi vì là từ trường tiểu học trở đi ấy, là các thầy cô được ổn định mà. Chỉ có giáo viên mầm non là không ổn định thôi. Mầm non mà nghỉ dịch một phát là các cô tán loạn lên. Học sinh nghỉ luôn mà toán loạn hết cả. Còn từ tiểu học trở lên thì các bạn đã có tổ chức rồi ạ. Bọn mình sẽ làm việc với các hiệu trưởng, từ hiệu trưởng trở đi, để các bạn sẽ được học theo quy củ và học theo lần lượt các chuyên đề đó. Nên cái việc của các bạn, nếu các bạn là hiệu trưởng mà các bạn là ban giám hiệu mà các bạn chưa đăng ký, hãy hỏi giáo viên, hỏi những cái người mà giới thiệu các bạn vào đây để các bạn có thể đăng ký, tham gia vào cộng đồng và được hưởng cái hỗ trợ đó từ cộng đồng. Và sau đó thì nếu các bạn là giáo viên mà hiệu trưởng của mình chưa tham gia thì các bạn mình sẽ gửi những cái chuyên đề đó lên các nhóm và các bạn có thể lấy những chuyên đề đấy về và giới thiệu cho ban giám hiệu của mình để ban giám hiệu của mình tham gia
để trường của mình được hưởng cái đó. Sướng không ạ? Bao nhiêu người thấy rằng là cái bức tranh mà tất cả mọi người cùng học tập với nhau, chúng ta sẽ nâng tầm trí tuệ của dân tộc chúng ta lên rất nhiều đấy ạ. Đúng không ạ? Và bố mẹ cũng học, thầy cô cũng học và con cũng học ạ. Và chỉ có thông qua giáo dục thôi thì chúng ta mới thay đổi được. Đúng không ạ? Vâng. Thì đấy chính là cái câu chuyện cuộc đời của mình. Và cho đến bây giờ thì khi mà mình hình dung ra một cái bức tranh để giải quyết cho giáo viên, để giải quyết cho các trường học, để cho chúng ta thực sự quay trở về cái vai trò và sứ mệnh của một của thầy cô giáo, là những cái người định hướng giáo dục, là những cái người mà hiện tại là nguyên khí của quốc gia, chúng ta phải trở lại cái vai trò đó của mình. Đó. Thì mình rất là hạnh phúc ạ. Và hôm nay chia sẻ cái niềm hạnh phúc đấy với tất cả các thầy cô, các anh chị, các bố mẹ, phụ huynh ngồi ở trong Zoom. Hãy cùng với bọn mình đi trên cái con đường này. Càng ngày bọn mình càng tin tưởng vào nó rồi. Thì mời các bạn là hãy tham gia cùng với bọn mình để chúng ta cùng đi thật là xa với nhau. Đi nhanh thì đi một mình, còn đi xa thì chúng ta phải đi cùng với nhau. Chúng ta phải đi cả với cộng đồng thì chúng ta mới tận dụng được hết mọi thứ trong cộng đồng. Đúng không ạ? Vâng. Và cảm ơn tất cả các thầy cô, các anh chị đã lắng nghe. Và cảm ơn mọi người rất nhiều. Sẽ xin mời những cái chia sẻ. Mọi người bật cam lên nhé. Khi mọi người giơ tay để chia sẻ thì mọi người bật cam lên ạ. Và có cô Hà bật lên rồi này. Và xin mời chia sẻ của cô Hà trước ạ. Mỗi người chúng ta chỉ chia sẻ khoảng tầm 5 phút thôi nhé. Để cho những người khác được quyền nói. Vâng ạ. Cảm ơn mọi người. Xin chào cô Ngọc ạ, xin chào thầy Thái và xin chào cả cộng đồng mình. Ngay bây giờ thì mình vừa mới nhận được một tin nhắn của một bạn giáo viên nói là ngày hôm nay vừa mới nghe câu chuyện cô Ngọc xong thì đây là cái ngày tái sinh của em. Và tôi vô cùng xúc động vì điều đó. Thì cái điều mà cuộc đời của mình ấy, đúng là có một ngày rất là quan trọng, đó là ngày tái sinh. Thì mình được thay đổi qua một quyển sách. Cách 5 năm, 4 năm sau thì mình được gặp cô Khánh Ngọc với khóa sứ mệnh người thầy. Và là ngày đấy cũng chính là ngày tái sinh của mình. Ngày tái sinh của mình đấy chính là ngày 9 tháng 10 năm 2016. Và một tháng sau là ngày 26, 27 tháng 11. Thì cái lúc đấy mình nói là ngày 26, 27. Viết ngay cho cô Thảo là 26, 27 tháng 11 thì chương trình cô Ngọc sẽ về Kon Tum. Và đúng ngày đó thì cô Ngọc xuất hiện ở Kon Tum. Và những giáo viên ngày đấy đã được dự chương trình của cô Ngọc thì vô cùng hạnh phúc. Nhưng cái điều hạnh phúc hơn nữa, đó chính là trái tim mình thực sự được cháy. Cháy theo đúng nghĩa. Cái điều đấy, cái ngày đấy cô Ngọc về, thì cái số tiền đấy chỉ có đủ chỉ để trả cái vé máy bay cho cô Ngọc. Cô Ngọc mới nói là không sao đâu chị, không sao đâu, em vẫn vào. Thật vô cùng xúc động cái điều đó. Nhưng những ngày, những thời gian đó, có hôm là cô Ngọc đã chia sẻ với chúng tôi đến 2 giờ sáng không ngủ. Bởi vì cái ước mơ của mình đã được cô Ngọc nuôi dưỡng, giúp đỡ bao nhiêu năm qua. Cái ngọn lửa đấy được thắp, ngọn lửa đấy vẫn được hừng hực cháy. Cho dù cái tuổi đấy mình đã về hưu. Khi cô Ngọc sinh ra thì lúc đấy mình đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học sư phạm. Nhưng cô Ngọc chính là người gây dấu ấn trong cuộc đời của mình. Và chính điều đó, quay trở lại câu chuyện của cô Ngọc, chính tình yêu của cô giáo, của cô Ngọc đã thay đổi cuộc đời của cô ấy.
Cô ấy nói đúng là như vậy đấy. Nếu như không gặp tình yêu là cô giáo thì lang thang ngoài đường cũng gặp ai đó. Và biết bao nhiêu đứa học sinh như vậy. Tôi đi trên con đường này cũng vì vậy. Tôi biến những cái lớp học thêm, lớp học thêm ở tại nhà ấy, những giờ giáo dục công dân mà học sinh vô cùng thích. Và khi ra trường thì cái dấu ấn của cuộc đời của các em ấy, đấy chính là những giờ giáo dục công dân. Đấy là những giờ mà dạy học tích cực. Tất nhiên cái lúc đấy cũng có một cái trải nghiệm là như thế này. Là một số em đã không tin tưởng ở con đường tôi đi nên đã rời xa. Và các em còn lại thì thực sự là bứt phá. Tôi lấy cả các em học sinh, cùng là học sinh chuyên toán, cùng học sinh trường chuyên, cùng ở trong một gia đình và cùng đại học ngoại thương. Nhưng mà cái đoạn trước có học thêm nhà tôi nhưng tôi chưa nghiên cứu, và đoạn học thêm của đứa em gái sau ở nhà tôi thì nghiên cứu, chỉ khác nhau thế thôi nhưng hai cuộc đời hoàn toàn khác. Và vì vậy chính cái điều đấy mình đã lựa chọn bỏ luôn cái chuyện dạy thêm, bởi vì lời nói của học trò: cô ơi, chúng em được cứu rồi thì có các bạn cả nước thì sao? Và quyết định bỏ một công việc cực kỳ tốt, đó là dạy thêm, ở cái tuổi mà đã về hưu, cái tuổi 57, 58 rồi, dám khởi nghiệp chỉ vì có một cái ước mơ. Ước mơ là sao cho học sinh mình hạnh phúc, sao cho cuộc đời của các con mình thành công. Ước mơ như vậy. Và cuối cùng bây giờ thì ước mơ nó lớn hơn. Làm sao cho mỗi cái môi trường học tập và làm việc thì đều là ngôi nhà hạnh phúc mà ai cũng muốn đến. Và ngôi nhà là tổ ấm mà ai cũng muốn về. Và cái điều đó đã được nuôi dưỡng ở chính nơi này, chính FE. Hôm nay là ngày thứ 151. Nhưng ngày thứ 151 đã giúp mình thay đổi một cách ngoạn mục về rất là nhiều thứ. Thật sự biết ơn môi trường vô cùng. Đúng là cái sức mạnh của cộng đồng mới là sức mạnh cực kỳ lớn. Những ước mơ gần như là được, chúng ta sẽ được tỏa sáng cùng nhau. Chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Tôi tin là như vậy. Xin cảm ơn cô Ngọc. Xin cảm ơn thầy Thái. Xin cảm ơn cả cộng đồng mình. Tôi tin rằng tất cả những ước mơ hạnh phúc của chúng ta, hạnh phúc thịnh vượng, bình an của chúng ta sẽ thành sự thật. Và tôi cũng là một giọt nước nhỏ, xin được đóng góp và cống hiến hết mình cho hạnh phúc đó. Xin biết ơn, biết ơn, biết ơn. Cảm ơn cô Hà. Cô Hà là người mà rất là đầu gấu đấy, học sinh cá biệt ở trong lớp sứ mệnh người thầy của mình đấy. Và cái tiền mà cô Hà dẫn cả một cái đoàn quân từ Kon Tum bay ra Hà Nội để học sứ mệnh người thầy thì nhiều hơn rất nhiều so với số tiền mà học phí và lớp học. Và mình còn nhớ mình đã bay quay trở lại vì cô Hà đã bay từ Kon Tum ra Hà Nội, nên là mình đã bay từ Hà Nội vào Kon Tum để hỗ trợ cho đội ngũ ở Kon Tum. Và mình còn rất là nhớ cái kỷ niệm đấy, là khi mà hai chị em thảo luận xong cái chương trình dành cho học sinh ấy, hành trình chuyển đổi đánh thức trái tim của học sinh ấy, thì lúc đấy là hơn 2 giờ sáng rồi, và bắt đầu đi ra ngoài sân, đi ra ngoài đường ấy, thì lúc đấy là trên trời có những cái ngôi sao băng ấy. Đúng cái đêm hôm đấy thì có sao băng ạ, và cái ngôi sao băng nó phi xuống rất là đẹp luôn ấy. Và lúc đấy mình có bảo là chị em mình cùng cầu nguyện đi, và hai chị em cầu nguyện là ước mong là cái con đường của chúng mình đi, cái ước mong cho giáo dục cho những đứa trẻ được thay đổi, cho các thầy cô được thay đổi sẽ trở thành hiện thực.
thì mình vẫn nhớ những cái hình ảnh như vậy. Thì đến thời điểm ngày hôm nay thì mình tin rằng là nó cũng đã sắp sửa thành hiện thực rồi ạ. Không phải chỉ có hai chị em nữa mà còn có cả cộng đồng đang đi chung với nhau trên cái con đường này. Cảm ơn chị Hà rất nhiều ạ. À, bây giờ xin mời một đôi vợ chồng cũng đã đi trên cái hành trình đấy cùng với cả cô Hà. Sau đó thì sẽ mời anh Nam Nguyễn, được không ạ? Rồi, sau đó sẽ đến lượt anh Nam Nguyễn. Xin mời vợ chồng bạn Thảo và anh Tị ạ. Dạ, em xin chào cô Khánh Ngọc ạ. À. Cô có nghe rõ không ạ? Đã nghe ạ. À, thật sự là ngày hôm nay nghe lại cái hành trình cuộc đời của cô Khánh Ngọc mà em đã từng nghe, cảm thấy rất là xúc động. Và thật sự là rất là biết ơn cứ mỗi lần nhắc đến cô Khánh Ngọc, cô Hà. Lúc nào cũng rơi nước mắt ạ. À. Nó thật sự là một cái hành trình chuyển đổi của em. Thì cái ngày đầu tiên gặp cô Hà và cả hai cô trò cùng một cái ước mơ là mong muốn làm thế nào để giúp cho những đứa trẻ được thật sự hạnh phúc, thì chính cái giây phút đó đã hai cô trò quyết định bay vào Hà Nội để học. Lúc đó con em còn ba đứa nhỏ, còn là mẫu giáo thôi à, hai đứa 2 tuổi và một đứa 4 tuổi. Thì lúc đó là 8 ngày hành trình ra Hà Nội để học khóa sứ mệnh người thầy của cô Khánh Ngọc. Và chính giống như cô Hà nói, đây chính là cái thời điểm mà gọi là tái sinh, giúp em tái sinh thêm một lần nữa, bởi vì em cũng loay hoay trong cái việc nuôi dạy con. Và chính cái thời điểm đó là cái hành trình chuyển đổi của em rất là, trong cái cuộc sống gia đình của mình rất là nhiều. Từ một người mẹ, một cô giáo thật là hiền lành, không biết cách nuôi dạy con như thế nào, loay hoay với việc nuôi dạy con, ba đứa nhỏ thường xuyên đánh cắn nhau, chửi nhau, giành đồ chơi nhau, rất là nhiều thứ, và loay hoay không biết làm thế nào để thay đổi. Và thậm chí là bố mẹ phụ huynh của học trò mình đó, luôn hỏi là cô Thảo ơi, làm sao để con tôi nó ngoan hơn, nhưng chính bản thân mình cũng không biết điều đó. Nhưng nhờ cái khóa sứ mệnh người thầy của cô Khánh Ngọc đã làm em vỡ òa ngay trong lớp học. Thì cô Khánh Ngọc thấy là trong lớp học em khóc rất là nhiều, đúng không ạ? Khóc rất là nhiều. Và sau đó cái khóa học ngày 26, 27 về con tâm thì em cũng đã khóc rất là nhiều. Và trong khóa học đó là có cả chồng của em tham dự nữa. Mặc dù anh ấy làm bên VNPT, không hề liên quan đến giáo dục, nhưng mà anh ấy vẫn tham gia khóa sứ mệnh người thầy và khóa dạy học tích cực của cô trọn vẹn. Và đó là điều hạnh phúc của gia đình em. Và đến bây giờ anh ấy mỗi buổi sáng để đồng hành ngồi đây cũng là một cái hành trình chuyển đổi ạ. Và cái niềm hạnh phúc của em đó là sự chuyển đổi từ khóa học của cô Khánh Ngọc mà em đã về thay đổi ngay lập tức về việc dạy con. Em có kể trong cái khóa dạy học tích cực, kể câu chuyện cuộc đời, hành trình cuộc đời của em, thì từ cái khóa sứ mệnh người thầy đó đã chuyển đổi từ một người mẹ mắng con, đánh con, chuyển sang là yêu thương con vô điều kiện, không còn những cái trận đòn roi đối với con nữa. Và đặc biệt là học sinh của em xuất phát là từ một giáo viên tiểu học, thì trước đó em rất là yêu học sinh, nhưng mà cũng để muốn cho con học sinh của mình học tập trung học và học giỏi hơn, thì em cũng vẫn có sử dụng đòn roi. Nhưng mà từ cái khóa sứ mệnh người thầy của cô Kính Ngọc, em đã bỏ hết tất cả những cái điều đó và thay đổi hoàn toàn ạ. Những cái đứa trẻ lớp 2, lớp 3 thôi, nhưng mà khi nó đến lớp với cái niềm vui, với niềm hạnh phúc, và mỗi một ngày chỉ chờ là được đến cái giờ học của cô Thảo, đó là cái niềm hạnh phúc của em. Và đặc biệt hơn là em vận dụng cái chương trình dạy học tích cực của cô Khánh Ngọc, mặc dù các con còn rất là nhỏ, nhưng mà điều tuyệt vời là cô cứ tưởng tượng là hồi đó em hạnh phúc lắm. Một cái nhóm học sinh mà em được em dạy riêng á, các bạn ấy học theo nhóm, là một chương ôn một cái chương toán rất là nhiều bài, mười mấy bài trong đó một chương, thì các em ngồi theo nhóm mà các em phân vai ra, phân việc ra, làm vẽ theo cái sơ đồ tư duy minh mát, rồi mỗi bạn là đưa ra những cái ví dụ cụ thể theo từng bài rồi giảng cho nhau mà theo nhóm thôi ạ. À, nhưng lại rất hiệu quả, các bạn rất là thích thú, và sau đó trình bày với cả lớp thì các bạn rất là thích thú. Đó là điều mà em hạnh phúc. Thậm chí những cái tiết dạy tập làm văn tiếng Việt em lồng vào theo hướng dạy học tích cực, thay vì trước kia là em dạy là đứng ở trên em dạy, thì em lồng vào các cái nội dung dạy học tích cực là các bạn ấy tự xử lý vấn đề hết, làm việc theo nhóm tự xử lý vấn đề hết, thì em thấy nó hiệu quả vô cùng và nó có sự chuyển đổi trong cái việc học của các em. Và
cái việc mà các em cảm thấy hứng thú hơn việc đi học khi mà tham gia các lớp học của mình, thì lúc này em mới thấy là ước gì nếu mà em biết được cái phương pháp dạy học tích cực sớm, biết được cái chương trình sứ mệnh người thầy sớm, thì có lẽ em đã giúp được bao nhiêu học sinh, bao nhiêu gia đình rồi. Và tuy nhiên đó cũng là thật sự là cũng đó là cũng điều may mắn đối với em khi em đã được gặp cô và giúp cho em tái sinh thêm một lần nữa. Và ngày hôm nay đi cùng con đường cùng với cô Hà để giúp cho những gia đình trở nên hạnh phúc hơn, giúp cho những đứa trẻ mà đến với trung tâm là bắt đầu chúng cảm thấy là mình được thực sự có giá trị, mình cũng có tiếng nói. Thật nhiều lúc á, em với cô Hà đón nhận những cái ca học sinh mà đến bị trầm cảm, bố mẹ phải chuẩn bị đưa đi Sài Gòn, Hà Nội để chữa trị. Nhưng mà khi đến với trung tâm, tụi em giúp cho những đứa trẻ đã thay đổi. Thật sự là chỉ có vài buổi thôi, nhưng mà chúng đã thay đổi hoàn toàn. Chúng rất là bình thường, không có gì hết. Nhưng bố mẹ đã không biết cách để giúp cho những đứa trẻ đó trở nên hạnh phúc. Thì đó là cái mơ ước của chúng em, của cô Hà, của em, của đồng đội, của công ty. Mong muốn làm thế nào để mỗi gia đình thật sự hạnh phúc, mỗi đứa trẻ thật sự được hạnh phúc. Và ngày hôm nay ở đây, ngay tại đây em gửi lời biết ơn sâu sắc đến cô đã chuyển đổi em và chồng em, mà người chồng bên cạnh cũng đã học cái khóa dạy học tích cực của cô mà có những chuyển đổi mà vô cùng tuyệt vời. Có lẽ ảnh là người chuyển đổi rất là nhiều. Em xin phép được chuyển một lời rất là nhỏ từ ảnh. Xin phép ảnh là hãy chia sẻ những cái chuyển đổi của anh từ cái khóa sứ mệnh người thầy và dạy học tích cực trong cái cuộc sống gia đình và công việc của anh luôn ạ. Rồi em chào cô và chào cả nhà. Rất là vui được sáng nay lại được ngồi phát biểu đôi lời. Trên thực tế đúng là cái năm 2016 á, thì đúng là vợ đi học cái khóa 2 ngày của cô là sứ mệnh người thầy và các khóa dạy học tích cực á, thì đúng là em cũng đăng ký tham gia. Thì đúng như chỗ Thảo nói á, thì đúng là xưa thì cũng bế tắc trong việc dạy con cái. Đôi khi là mình cứ cho cái quyền mình làm cha làm mẹ, đúng rồi, nên cũng thường xuyên đánh con. Đúng. Thì giờ khi qua cái khóa học đó thì về mình mới nhìn thấy mình khi mà học cái sứ mệnh người thầy ngày đầu tiên á, thì đúng là đó là cái khóa học mà đã mở cái tâm mình ra, có những cái gì là mình bóc ra hết, mình nhìn lại cái bản thân mình, thì lúc đó mình thấy thì ra là mình đang sai hết. Cũng sau cái khóa học đó rồi sau cái khóa học sứ mệnh người thầy, sau ngày thứ hai là học luôn các cái phương pháp dạy học tích cực của cô, để mục đích coi là gì, các cái phương pháp dạy học tích cực của các thầy cô dạy cho nhà trường thì phụ huynh có áp dụng được gì hay không ở trong về nhà hay không. Thì những cái đương nhiên mình phụ huynh về áp dụng được mà, tại vì bản thân về thay vì thì bắt con ngồi ghi chép biểu học đi thì giờ mình cũng áp dụng các phương pháp đó cũng cho các con. Ví dụ nếu hai đứa học hai nhóm hoặc là nhóm bạn các bạn đến, mình cũng có thể chia thành tổ đội được mà, mình vẫn dùng phương pháp dạy học tích cực cho con được mà. Đấy, thì bản thân chính cái khóa học đó ra thì bản thân em hoàn toàn từ ngày đó thì bắt đầu là chuyển đổi và không đánh con nữa, và chuyển từ trạng thái đánh con thì mình phải nghe con hơn và hiểu con hơn thay vì đồng cảm với con. Chỉ cần đơn giản ví dụ như xưa nay hay đánh con, ví dụ đơn giản thế này thôi, đang ngồi chơi tự nhiên con làm rất cái xoẻng cái, trước kia thế nào cũng la cho một trận, thậm chí còn lấy cây vụt cho một vài roi nữa. Thì kỷ niệm sau này thì có một kỷ niệm cũng vậy, thay vì rớt cái ly làm rớt cái chén rén cái động thái đầu tiên của các con là gì, nhìn thêm đứa ba như thế nào, đứng im nhìn quan sát ba như thế nào. Rồi nhìn, hồi đó em cảm thấy là nhìn trong ánh mắt của con là đang sợ hãi, thay vì là la, thay vì cầm roi quật ngay, thì bây giờ nói con đứng im đó để ba nhặt cho, bữa sau con cẩn thận hơn nhé. Thế tự nhiên sắc mặt con tự nhiên đổi từ trạng thái sợ hãi lên trạng thái là bắt đầu cười lần và cảm thấy là hôm nay là mình được ba là không đánh nữa, và thay vì ba khuyên mình là bữa sau cẩn thận hơn, thì đương nhiên bữa sau thì các con sẽ không làm rớt điều đó nữa và ba các bạn làm cẩn thận hơn. Tới thôi, mình chỉ thay đổi một cái trạng thái từ la mắng sang với vụt cho vài roi, thì mình chỉ cần là gì, nói một lời nói chắc ân cần bữa sau con cẩn thận hơn thôi, thì các con sẽ cảm thấy là rất là thuận, là tự tin bữa sau để không làm
xài một cái gì nữa. Hôm nay thì em nói hơi cảm động một tí vì mình cảm thấy nó quay lại cái lúc đó mà thường hay đánh con, và giờ cảm thấy nói về con thì mình cảm thấy rất yêu. Đấy, giờ các bạn ấy lại chạy ra đây rồi. Đấy, nhìn như là các bạn này thì cũng đang học ở cái một cái Zoom khác ấy. Giờ xong cái Zoom khác rồi, giờ các bạn ra đây với bố mẹ. Đấy, thì thôi giờ mà để nói nhiều thì cũng chiếm hết sóng của cả nhà. Nhưng thôi thì cũng rất là cảm ơn cô, rồi cảm ơn thầy Thái, cảm ơn cộng đồng SD đã tạo lên một cái môi trường này. Nhưng mà cũng thật sự biết ơn cô, từ ngày học cái khóa học của cô mà em đã chuyển đổi. Bây giờ gia đình của em thì con cái, các cả vợ chồng con cái thì luôn luôn yêu thương lẫn nhau, hàng ngày ôm nhau liên tục, và có gì cũng kể cho nhau, chia sẻ với nhau. Ở đây là giờ chỉ có niềm vui thôi, chứ không có đòn roi ở đây nữa. Dạ, rồi cảm ơn cô và cảm ơn cả nhà. Cô ơi, thật sự là bây giờ các con được như thế này là nhờ công cô á, rất là nhiều luôn ạ, rất là hạnh phúc. Và đặc biệt hơn là em cũng muốn chia sẻ là cũng chính nhờ cái cộng đồng SE mỗi buổi sáng này là cũng trau dồi, mặc dù là mình cũng đã đi học rất là nhiều, nhưng mà đã giúp cho tụi em trau dồi được nhiều kiến thức hơn từ rất là nhiều người thầy. Và đặc biệt cái quy trình buổi tối, quy trình của cái khóa học buổi tối là giúp cho bản thân em chuyển đổi rất là nhiều cô ạ. Từ một cái giáo viên là nhút nhát, không dám chia sẻ, không dám chia sẻ thì chỉ biết dạy thôi, chỉ biết truyền đạt thôi. Nhưng mà cái khóa buổi tối giúp cho em vững vàng hơn, và đặc biệt nắm được các cái quy trình để giúp có thể là vận hành cho cả gia đình, cả một lớp học, cả một tập thể, cả một cái công ty. Và thứ hai là biết là hiểu mình, hiểu người, rồi có những cuộc giao tiếp đàm phán mà từ trước đến giờ mà chưa bao giờ em làm như vậy. Đó là cái quy trình mà buổi tối mà giúp cho chính em chuyển đổi rất là nhiều. Biết ơn cô Khánh Ngọc, biết ơn anh Hà, biết ơn thầy Thái, biết ơn thầy Ken Bay ạ. Là biết ơn, thật sự cũng rất là biết ơn những bạn Duy Linh Tâm Thức, Hoàng Anh, rồi anh Khánh Toàn, là những người ở phía sau ngày đêm gọi là hỗ trợ cho cộng đồng để có được những cái buổi giá trị như thế này. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Cảm ơn Thảo, cảm ơn vợ chồng của anh Tị và Thảo ạ. Thực ra là cái sự chuyển đổi của từng gia đình đấy là cái món quà lớn nhất dành cho bọn mình ấy. Các bạn có 90%, 99% rồi ạ. Còn bọn mình chỉ là cái người gọi là góp thêm một chút thôi. Mở một cái khóa là xong rồi ạ. Cứ chỉ cần, đôi khi nó chỉ tắc ở một điểm rồi thôi. Và cái việc người thầy xuất hiện ở trong cuộc đời của mình ấy, giống như trong cuộc đời của tớ này. Tớ bị tắc ở một cái điểm nào đó thôi. Và cái sự xuất hiện đấy mở tạch một phát cái khóa đó. Thế là xong. Thì rất may là cái khóa mà tớ được mở ấy, nó xảy ra rất là sớm, từ năm lớp 7. Còn có khi có những người phải đến tận mấy chục năm á, thì mới có một ai đó xuất hiện, và hoặc là một cái sự kiện nào đó xảy ra và khiến cho mình mở tách một cái có cái khóa đó. Bạn muốn tham gia cộng đồng Startup Education, hãy quét mã QR code và để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu bạn thấy hay hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn like cũng như chia sẻ video này đến với mọi người.